Người chứ đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình? Ít nhiều em cũng phải có một chút không đành lòng chứ em. Sao vậy? Anh muốn nghe thật không? Đương nhiên rồi. Lão Lý, nói thật nha, một chút cũng không có. Khả khả khả. Anh đừng có hét lên, anh kêu em nói thật cho anh biết, anh hét lên làm gì chứ, hay ho lắm hả? Em đi đâu đó? Văn phòng đó, hôm nay rất là bận. Đúng rồi, em còn phải nói chuyện này với anh. Em đã hợp tác với Đàm Lâm rồi, hôm nay em chính thức thông báo với anh. Đi đây. Tên Đàm Lâm này đúng là không chịu bỏ cuộc mà. Lúc này cậu ta nhảy ra là muốn làm cái gì chứ? Cậu phân tích cho tôi đi. Cậu ta thật không biết trời cao đất dày gì hết hả? Cậu ta là cái cộng hành gì chứ mà đòi nhảy ra dựa cho cậu ta hả? Còn muốn làm người hợp tác lập nghiệp cho Khả Khả. Cậu ta có tư cách sao? Khả Khả cũng thiệt tình à. Đã có tôi rồi lập nghiệp cái gì? Cậu nói cô ấy suy nghĩ gì vậy? Nếu thật sự muốn lập nghiệp thì chỉ cần một câu của tôi mua thương hiệu cho cổ, vậy là sống, sao phải làm khổ mình? Tôi đang hỏi cậu đó, im lặng hoài, phân tích giùm coi. Anh lại nhảy như vậy tôi làm sao phân tích giúp anh? Dù sao tôi thấy bây giờ vấn đề không phải là Đàm Lâm. Cậu ta không phải vấn đề thì cũng là phiền phức. Dù sao tôi không thể cho cậu ta đi qua lại trước mặt Khả Khả như vậy. Đàm Lâm, nhìn đi, thế nào? Không tệ, rất giống thương hiệu lớn. Bỏ đi làm lại. Ê, nè nè, sao lại bỏ chứ? Anh khen em mà, rất đẹp đó. Anh mới coi đã nói là thương hiệu lớn, vậy không phải chúng ta sao chép rồi hả? Chúng ta không chép. Chúng ta không chép, nhưng nhìn giống như sao chép cũng không được. Thiết kế của chúng ta chịu ảnh hưởng quá nhiều từ thương hiệu lớn, trúng độc quá nặng, phải từ từ ép ra ngoài. Làm lại. Anh nói cho em nghe nha Khả Khả, không có thiết kế nào tuyệt đối. Tất cả mọi thiết kế mới đều có sự kế thừa lịch sử. Mượn không có nghĩa là sao chép. Hút lấy chất dinh dưỡng từ thiết kế Mỹ, học của thương hiệu lớn, để bản thân sử dụng cũng gọi là một con đường thành công. Chúng ta không phải trẻ con chơi đồ hàng, không thể nào quá mức phô trương cá tính riêng của mình được. Muốn có chỗ đứng ở trong giới thời trang, bắt buộc phải thực tế. Ê, em có biết mấu chốt của thành công là gì không? Thứ nhất là cơ hội, thứ hai vẫn là cơ hội, và thứ ba là cơ hội. Đàm Lâm, em thấy anh là người quá tôn thờ cơ hội đó. Làm việc đi, làm việc đi. Tôi muốn các nhà lập nghiệp nhất định phải hiểu rõ ba vấn đề. Trước tiên chính là bạn muốn làm cái gì. Vấn đề này cực kỳ quan trọng. Không phải ba mẹ bạn muốn bạn làm cái gì, cũng không phải người phụ nữ của bạn muốn bạn làm cái gì, cũng không phải là vì bạn thấy người khác thành công sinh ra lòng ngưỡng mộ đố kỵ muốn làm gì đó để chứng minh bản thân. Mà bạn nên tự hỏi lòng mình, bạn thật ra muốn làm cái gì. Quan trọng nhất đối với người lập nghiệp là điều kiện sáng tạo. Nếu như điều kiện đều chín mùi, nhất định không tới lượt chúng ta. Kinh nghiệm của chúng tôi là nếu như mọi người nghĩ đây là cơ hội tốt, mọi người cảm thấy điều kiện chín rồi á, thì nhất định nó không phải cơ hội của bạn đâu. Nhất định phải cho mình một lời hứa. Chuyện này tôi phải làm 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm mới có thể thực hiện mục tiêu của mình. Chỉ có như vậy, bạn mới không bỏ dở giữa chừng, bạn mới có thể tiến xa hơn nữa.
nếu bà muốn công ty của mình có thể thành công á, vậy thì yếu tố phía sau thành công là cái gì? Là văn hóa. Là văn hóa đã tạo ra sự khác biệt của công ty này với công ty kia. Là văn hóa tạo ra khác biệt giữa nhân viên công ty này và nhân viên của công ty kia. Có văn hóa, công ty mới có thể thành công, sản phẩm mới có thể thành công, dịch vụ mới có chất lượng, người mới có thể vui vẻ. Sao vậy Khả Khả? Đàm Lâm, tối qua khi em nằm mơ cũng suy nghĩ, anh nói xem những thiết kế của chúng ta làm sao có thể hoàn toàn khác với các bậc thầy kia được đây. Vậy thì em nghĩ ra chưa? Vẫn chưa hiểu nữa. Đây là chai enzyme trừ độc. Trừ độc sạch sẽ em sẽ nghĩ thông suốt. Mời đi bên này. Xin hỏi cô là Hạ Khả Khả có phải không? Đúng rồi, là tôi. Cô là... Tôi là Nghiêm Hạ, là phiên dịch viên của anh đây. Đây là... Anh Deschamps là nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp. Chào anh Deschamps, tôi là Hạ Khả Khả. Bonjour madame. À, chào anh, rất vui được gặp anh. Alors voilà, j'étais en Chine pour mes vacances et je suis tombé par hasard sur votre collection. Je suis vraiment très intéressé par votre boutique et je dois vous dire que j'ai trouvé vos collections très audacieuses. Bien qu'évidemment, il y a encore des points à améliorer. En tout cas, j'espère pouvoir vous être utile et vous proposer mes conseils en conception. Vous pouvez traduire? Lần này, tôi tới Trung Quốc nghỉ dưỡng do cơ duyên trùng hợp, được thấy tác phẩm của mọi người. Tôi rất là có hứng thú với văn phòng của mọi người. Ý tưởng thiết kế của mọi người rất là táo bạo, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần phải sửa chữa. Tôi mong có thể góp ý cho mọi người. Xem có gì có thể giúp được mọi người hay không. Nói với anh ta đi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn ý tốt của anh. Chỉ là văn phòng của chúng tôi chỉ mới bắt đầu hoạt động, sợ là không trả nổi thù lao cho anh đâu. Anh Deschamps không nhận bất cứ khoản thù lao nào. Lần này hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thiết kế và sự ủng hộ đối với những nhà thiết kế trẻ có tài của Phương Đông. Rất cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Je vous remercie. Non, pas besoin de me dire merci. Tout est vraiment parfait et vous êtes vraiment brillant. Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tài hoa của mọi người. Cái gì? Anh giới thiệu phòng làm việc của Hạ Khả Khả cho đoàn đội của Deschamps à? Ừ. Có đoàn đội của Deschamps, thiết kế của phòng làm việc của Hạ Khả Khả tức là có thể tiếp cận với quốc tế rồi. Chờ khi phòng làm việc của họ ngày càng tốt lên, cô ấy sẽ ngày càng hợp tác ăn ý với Đàm Lâm. Tôi coi anh còn vị trí gì không. Tới khi đó cho dù muốn chen chân cũng không có chỗ để chen chân. Tầm nhìn hạn hẹp. Tôi như vậy là lạc mềm buộc chặt đó. Còn lạc mềm buộc chặt, có phải là anh cảm thấy Khả Khả tới khi đó sẽ cảm kích anh hay không? Ừ, đại khái là như vậy thôi. Đây còn có ý này nữa, tôi nói cho anh biết. Tới chừng đó Khả Khả chắc chắn sẽ trở mặt với anh, nói anh tiểu nhân chỉ biết giở thủ đoạn. Tôi đã giúp cổ mà, cổ sẽ hiểu được thôi. Anh à, tôi xin anh hãy nhanh nhanh thu tay đi. Cẩn thận vừa mất vừa hao binh đó. Trò chơi này vừa mới bắt đầu thôi à. Tôi bắt buộc phải chơi tiếp. Hơn nữa tôi phải thắng nó. Về rồi hả? Tâm trạng không tệ ha. Quay về rồi. Nhưng không chỉ tâm trạng không tệ. Ê, Lão Lý à, hôm nay có nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng tới văn phòng của tụi em đó. Anh ấy nói muốn giúp đỡ chỉ dẫn công việc. Ai vậy, anh có biết người ta không? Người này tên là Deschamps. Trời ơi, anh là người ngoài ngành chắc không biết đâu. Đàm Lâm có biết. Hơn nữa người này còn là thần tượng của Đàm Lâm, làm anh ấy kích động quá trời luôn. Trời đất ơi. Quan trọng nhất là cái gì người ta nói? Hoàn toàn là vì tán thưởng tụi em cho nên mới tới giúp đỡ tụi em, không lấy một đồng lao động nghĩa vụ. Một người nước ngoài từ xa tới nước mình, lao động nghĩa vụ, không lấy một đồng. Đây là tinh thần gì vậy? Đây là tinh thần bi thun đó. Anh thì hiểu gì chứ. Đây là cống hiến và giao lưu nghệ thuật vô tư mà, có thể vượt qua ranh giới quốc gia. Khả Khả, em muốn làm về thời trang, phải nhanh chóng tạo ra danh tiếng. Nhất định phải tìm cho đúng bạn hợp tác. Hợp tác với đoàn đội số 1 quốc tế. Thì em chính là nhà thiết kế số 1 quốc tế.
Tất nhiên rồi. Bây giờ em đang nghĩ cố gắng học hỏi người ta, sau này tác phẩm của em cũng có thể bước lên sân khấu quốc tế rồi. Nếu em đã chọn làm ngành này á, thì phải nhanh chóng tạo thanh thế cho bản thân. Anh cảm thấy Đàm Lâm không thể thiết kế được tác phẩm gì tốt đâu. Dứt khoát đuổi cậu ta đi. Anh bỏ tiền ra cho em, em trực tiếp mời Đề Sam tới đây để anh ta thiết kế cho em. Có Đề Sam giúp em sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi. Sao như vậy được chứ? Em với Đàm Lâm là bạn hợp tác, em phải cùng anh ấy thiết kế thì mới được. Đàm Lâm có cửa gì mà có thể so với Đề Sam được em? Trời ơi, văn phòng làm việc hiện giờ của tụi em đang phát triển như bay. Có thể coi là muốn tiền có tiền, muốn người có người, chắc chắn là đi theo chất lượng số 1. Với lại ngay trong lúc quan trọng như vậy mà em lại đá Đàm Lâm đi, anh cảm thấy có thích hợp hay không? Thích hợp? Đâu thả cái chợ giữ lại cái tốt. Dừng đi lão Lý, chúng ta hoàn toàn không thể nào nói chuyện được với nhau. Thôi bỏ đi, hôm nay em đang vui, không chấp nhất với anh. Em đi ngủ đi, ngủ ngon. Chào anh, tôi là giám đốc dự án của quỹ đầu tư Hải Thiên, tôi họ Tống. À, chào anh. Xin hỏi cô Hà Khả Khả có ở đây không? À, cô ấy ra ngoài rồi, có chuyện gì cứ nói với tôi được không? À, được. Mời qua bên này. À, mời anh ngồi. Anh là Đàm Lâm, có đúng không? Đã nghe danh từ lâu, tôi rất ngưỡng mộ. Anh biết tôi sao? Anh là nhà thiết kế tài hoa nhất trong giới, đương nhiên là biết rồi. À, trời đâu có. Chúng ta nói chuyện thẳng đi. À, quỹ của chúng tôi trước giờ vẫn luôn đi tìm một người bạn hợp tác có tiềm năng. Qua cuộc khảo sát kỹ lưỡng của chúng tôi rất đề cao tương lai của văn phòng thời trang Lâm Khả. Muốn dùng phương thức đầu tư góp vốn cổ phần để tham gia, mong là chúng ta có thể hợp tác. Anh chưa chắc hiểu rõ tình hình hiện tại của văn phòng chúng tôi mà. À, nói thật với anh thì chúng tôi chỉ vừa mới hoạt động. Chúng tôi chính là nhắm vô việc các anh mới hoạt động. Nếu bên anh không phải vừa mới hoạt động, chúng tôi làm sao có cơ hội tốt như vậy chứ. Với tài hoa và tiềm năng của anh, thành công là chuyện sớm muộn thôi. Ồ, anh quá khen rồi. Chúng tôi làm việc chú trọng hiệu suất. Nếu như anh bằng lòng, bây giờ chúng ta có thể bàn thêm về chuyện hợp tác cụ thể. Tôi đã đưa hợp đồng tới rồi. Nè, anh xem đi. Bọn họ dễ dàng ký hợp đồng vậy sao? Rõ ràng không chút do dự. Sau khi nghe báo giá của chúng ta, bọn họ cực kỳ kích động. Đàm Lâm đó còn không coi kỹ hợp đồng luôn. Lúc cậu ta ký tên, tôi thấy tay cậu ta vẫn luôn run rẩy. Theo lời dặn của anh, tôi đã điền điều khoản quyền sở hữu văn phòng làm việc vô trong đó. Chờ sau khi chúng ta đưa tiền vô, anh chính thức có 51% cổ phần của công ty bọn họ. Chừng nào tiền gửi đi? Đã gửi qua đó rồi. Vậy tức là bây giờ tôi là ông chủ của họ hả? Không sai, anh đã là ông chủ của công ty thời trang Lâm Khả. Những gì anh nói là thật hả? Đương nhiên là thật, đã ký hợp đồng rồi. Đàm Lâm, theo lý thì chuyện này tuyệt đối là một chuyện tốt đó. Nhưng mà anh cảm thấy với năng lực của hai chúng ta có sức kêu gọi tới vậy sao? Trời ơi, Khả Khả, em đánh giá thấp hai chúng ta rồi. Anh hỏi em, Desham vì sao không quãng đường xa xôi đến đây? Anh ta coi trọng cái gì? Có phải là tiềm năng tài hoa của chúng ta không? Thiên tính của tư bản là gì? Là theo đuổi lợi ích. Bọn họ nguyện ý đầu tư cho chúng ta chính là bởi vì bọn họ tin tưởng chúng ta có thể đem lại lợi ích cho bọn họ. Khả Khả, em hãy yên tâm đi, chúng ta cách thành công không xa nữa đâu. Hả? Cạn ly. À, cạn ly. Alors, cette collection me paraît démodée. Les coupes slim ne sont plus vraiment au goût du jour. La mode internationale est passée aux vêtements amples et... Alors je suis désolé, ça va peut-être pas vous plaire, mais je crois qu'il va falloir tout reprendre à zéro. Il faut tout revoir. Những ý tưởng thiết kế trang phục này đã lỗi thời lắm rồi. Bó sát không còn là xu thế của hiện tại.
cắt may rộng rãi và có cảm giác rũ xuống mới được thời trang quốc tế hoan nghênh. Những thiết kế này phải làm lại từ đầu mới được. Anh nhìn đi, đại sư là dùng để sùng bái thôi. Một khi tới gần anh chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Đừng nói lung tung. Người ta là nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, người nổi tiếng trong tuần lễ thời trang ở nước Pháp năm ngoái là anh ta. Vậy anh ta cũng không thể phủ nhận toàn bộ thiết kế của chúng ta. Nhưng người ta nói rất đúng, phủ định chúng ta cũng có lý lẽ thuyết phục, không thể cãi. Trời ơi, anh làm em tức chết rồi. Em phải loại bỏ độc. Chào anh, anh là Đàm Lâm hả? Ờ, đúng vậy, cô là... À, chào anh, tôi là giám đốc kế hoạch của công ty PR Hồng Đạt, Châu Lệ. Chúng ta có thể nói chuyện không? Ờ, chào cô, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Mời ngồi. Cảm ơn. Chào anh, chúng tôi nhận được sự ủy thác của quỹ đầu tư Hải Thiên đã làm cho thời trang Lâm Khả một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết. Trong đây thì bao gồm bước đẩy mạnh phát triển tiếp theo của thời trang Lâm Khả đó, cùng với kế hoạch mở nhà hàng flagship cho thương hiệu. Cửa hàng flagship? Đúng vậy, cửa hàng flagship cho thương hiệu là bước quan trọng nhất để đi tới thành công. Thời trang Lâm Khả cũng đang cần một chỗ để trưng bày sản phẩm. Cho nên tôi đề nghị cửa hàng của chúng ta nên mở ở cao ốc mới khai trương ở trung tâm thành phố. Đề nghị của cô vô cùng hay. Nhưng cái này vượt quá năng lực hiện tại của văn phòng chúng tôi. Cái này thì anh yên tâm, thực lực của quỹ đầu tư của anh rất hùng hậu, giúp anh hoàn thành kế hoạch này là vô cùng đơn giản. Hay là vậy đi, cô chờ chút để tôi gọi điện thoại. Được. Chờ tôi chút. Alo, Khả Khả, bây giờ em về văn phòng làm việc được không? Anh có chút chuyện muốn bàn với em. Khả Khả không nghi ngờ gì chứ? Không có, kế hoạch tiêu thụ của bên Lâm Khả chúng tôi đã triển khai rồi. Hơn nữa cô Hạ rất hài lòng với kế hoạch của chúng tôi, còn đề xuất nhiều ý kiến mang tính xây dựng nữa. Cô cứ kể ý kiến của cổ, cứ làm theo lời của tôi đi. Cô ấy có cá tính rất là mạnh, luôn cô lập kịp như một chuyện lãng mạn. Cô thông cảm nha. Cửa hàng bên đó sao rồi? Đã thu xếp xong hết rồi. Chừng nào anh lên tiếng một cái là tôi có thể khiến cả giới thời trang chấn động luôn. Không phải tôi, mà là anh. Là năng lực của anh, anh có thể đẩy các thương hiệu quốc tế đi lấy được cửa tiệm. Đây vốn dĩ đã là tin nóng. Được, cô nhất định phải bất chấp mọi giá nhanh chóng quảng bá thời trang của Khả Khả để nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng. Cần bao nhiêu tiền cô cứ nói, tôi không giới hạn về tiền bạc trong chuyện này đâu. Chỉ cần tốt cho Khả Khả, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Dạ hiểu. Coco, c'est formidable. Tes créations sont vraiment super. Et sur ce coup-là, tu m'as largement dépassé. Vas-y. Khả Khả, cô thiết kế giỏi quá, hoàn toàn vượt xa tôi. Hả? Cô có dịch sai hay không? Đâu có đâu. Nè, tôi thật sự chỉ muốn nghe ý kiến của anh Đề Sam thôi. Monsieur, Coco souhaiterait avoir votre avis. Mais c'est un génie et je retire tous les conseils que j'ai pu lui donner. J'espère qu'on peut continuer notre coopération à long terme. C'est un génie, vraiment. Khả Khả, thiết kế của cô rất hoàn hảo. Tôi thu hồi tất cả đề xuất trước đó. Tôi mong sẽ được hợp tác lâu dài với cô. Anh ấy còn khen cô là một thiên tài hiếm có. Chuyện gì vậy hả? Em thành thiên tài từ hồi nào vậy trời? Em đừng khiêm tốn nữa. Anh ấy cũng công nhận em rồi. Nói em là thiên tài thì đúng là thiên tài. Lão Lý, thiết kế của lô trang phục đầu tiên bên em đã xong xuôi. Tốt lắm. Cái lô trang phục đầu tiên anh mua hết. Anh muốn mua cũng không được. Lợi hại vậy sao? Đương nhiên. Vậy bây giờ anh có cổ phần có kịp không vậy? Anh đó hết cơ hội rồi, đã có nhà đầu tư lớn nhảy vô từ lâu. Ồ, tuyệt quá.
cũng may á, dạo này á, trong tay của anh có một quỹ đầu tư, cũng đầu tư vào một phòng làm việc thời trang, hình như là nằm ở đâu đó đường Dân Châu thì phải. Đường Dân Châu hả? Phòng làm việc của tụi em cũng ở đó. Vậy trùng hợp quá. Bây giờ anh là sếp tổng của công ty đó, anh chiếm 51% cổ phần. Anh đã thuê cho họ nhóm thiết kế thời trang tốt nhất ở bên Pháp qua bên này, lại còn thuê công ty quan hệ công chúng tốt nhất cả nước. Em coi, một người sếp như anh dù có đốt đèn cũng không tìm ra đâu. Không đúng lão Lý. Sao lại không đúng chứ? Tên quỹ đầu tư của anh, đừng nói là quỹ đầu tư Hải Thiên nha. Phải rồi, sao biết hay vậy? Lý Hồng Hải, ừ. Anh quá đáng quá rồi. Anh quá đáng chỗ nào em? Em đã nói với anh rồi, anh đừng có dính vô chuyện của em. Anh thì hay quá ha, dùng cách trộm gà trộm chó này anh có thấy trẻ con quá hay không? Sao lại trẻ con chứ? Hả? Khà khà khà, thương trường như chiến trường vậy, bất cẩn một chút thôi là thua cả chán rồi. Chỉ cần nói tới cái cậu Đàm Lâm gì đó thôi, hả? Ngốc nghếch dịp vậy đó, tới cả chuyện cổ phần cũng không biết bàn bạc, gấp rút đem cho anh 51% cổ phần của công ty em. May là anh nghe, nó là người khác, không phải rắc rối hay sao? Đủ lắm rồi đó lão Lý. Anh đi một vòng lớn như vậy, anh chỉ nhắm vô Đàm Lâm mà thôi. Anh nhắm vô cậu ta làm cái gì? Anh đang bảo vệ cho em thôi. Làm doanh nghiệp á, chính là muốn kiếm tiền. Về mặt này, anh là tổ sư gia của em. Còn nữa, em với Đàm Lâm kia mau tranh thủ thời gian để tiến bộ. Anh không nuôi kẻ nhàn rỗi đâu. Được thì làm, không được cuốn gói cho anh lập tức. Anh dám? Có gì mà anh không dám đâu em. Anh là ông chủ mà, ít chứ cũng có quyền về nhân sự chứ. Anh là ông chủ gì chứ? Em nói cho anh biết Lý Hồng Hải, anh không có quyền gì hết. Nói vậy thì em vô lý rồi. Anh đã đầu tư tiền thật vô đó, sao anh không phải ông chủ của em? Em nói không phải là không phải. Thì sao hả? Anh nhờ anh đầu tư, anh thèm anh đầu tư. Anh có ý gạt Đàm Lâm ra thì em không đồng ý đâu. Vậy thì anh phải nghi ngờ động cơ lập nghiệp của em. Có phải là em lấy cớ lập nghiệp để tìm người giữ phòng hay không? Nói mau. Lão Lý, cuối cùng anh đã nói ra lời thật lòng rồi đó. Anh có thấy chán không? Anh không có thấy chán. Anh thấy vấn đề này rất đáng để nói thì cố đó. Em nói rõ lần cuối cùng với anh nha. Đàm Lâm là bạn của em, là cộng sự của em. Hoặc là anh rút lại hết toàn bộ đầu tư của anh, em đâu có cần tiền của anh đâu. Còn không thì anh đừng có quản chuyện của em nữa. Nếu sau này anh còn dám gây rối, em sẽ không khách sáo với anh đâu. Anh nghe rõ chưa? Lý Hồng Hải rất rõ là nhắm vô anh. Khả khả, chỉ cần em cảm thấy khó xử thì anh đi liền. Đàm Lâm, em không thấy khó xử chỗ nào hết. Anh là cộng sự của em, anh phải ở lại đây. Nhưng Lý Hồng Hải đang là ông chủ mà anh. Được rồi, anh đừng có đổng đảnh nữa mà. Chuyện công việc là do em quyết định hết. Anh đừng có nghĩ nhiều nữa, lo làm việc vậy là được rồi hả? Được, có thái độ này của em anh cũng yên tâm rồi. Khả khả, anh chỉ công nhận em, chỉ cần có em anh sẽ tràn đầy động lực. Lập nghiệp chỉ là một phần, quan trọng hơn là đây là chuyện hợp tác giữa hai chúng ta, lại còn là chuyện khởi đầu cho Hạ Khả Khả em độc lập. Ai nói là cổ độc lập vậy? Lão Lý, sao anh lại tới đây? Anh không nên tới hàng sao? Anh là ông chủ của phòng làm việc các em, anh tới gặp hai tướng tài dưới trướng của anh, đây là chuyện rất bình thường mà. Đàm Lâm, từ khi tôi nắm cổ phần của phòng làm việc các cậu đó, tôi luôn muốn tìm cậu nói chuyện. Có khó khăn gì về công việc thì cứ báo với tôi ha. Không có gì để nói hết. Tình hình của chúng tôi chắc anh cũng biết rất rõ, đều là chủ tịch Lý đứng sau lên kế hoạch hết mà. Cậu đừng có giận dỗi. Tôi thật lòng thật dạ muốn giúp cho Khả Khả. Chỉ cần Khả Khả vui thì tôi sẽ vui. Tôi không phải người nhỏ nhen. Chỉ cần cậu đặt hết tâm tư vào công việc thiết kế, cậu muốn gì tôi có thể cho cậu cái đó. Nói đi.
Bây giờ phòng làm việc của cậu còn cần thêm bao nhiêu tiền? Không cần đâu. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn tích lũy sản phẩm. Tôi với lại Khả Khả chỉ muốn đi con đường của mình. Cậu muốn đi đường của cậu thì tùy thôi, tuyệt đối tôi không cản. Cậu thích đi đâu thì cứ đi, nhưng chỉ cần cậu ở cùng với Khả Khả thì tôi không thể để cậu làm bậy theo tính của mình. Cậu dẫn Khả Khả đi xuống mương thì phải làm sao? Lão Lý, em với Đàm Lâm phối hợp rất tốt. Anh ấy có tài hoa về mặt thiết kế, hơn nữa còn giỏi trao đổi với người khác. Anh cứ yên tâm đi có được không? Anh không thể yên tâm được. Anh gây dựng doanh nghiệp đã lâu rồi, anh gặp vô số người. Nếu xét về xây dựng doanh nghiệp, ở trước mặt của anh cậu ta chỉ là đứa con nít ranh mà thôi. Đương nhiên nếu cậu ta khiêm tốn thì anh có thể chỉ dẫn, giống như thầy dạy học trò vậy đó, em hiểu chưa? Đủ rồi Lý Hồng Hải, tôi không cần người thầy giống như anh. Anh vòng tới vòng lui chỉ muốn đẩy tôi ra khỏi thôi. Phải, anh có tiền, nhưng có tiền thì sao? Có tiền thì ghê gớm lắm hả? Tôi không chỉ có tiền, tôi còn là chồng của Hạ Khả Khả, cậu nhớ cho kỹ đó. Lão Lý, anh đừng có làm loạn nữa, em xin anh. Anh không có làm loạn, chính là cậu ta đó. Phòng làm việc là của em, em muốn làm sao thì em làm thôi. Nhưng em là của anh, em phải nghe lời anh. Lý Hồng Hải, sao anh có thể nói chuyện như vậy với Khả Khả chứ? Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi cách nào thì cứ nói vậy, cậu quản lý được hay sao? Bây giờ tôi muốn nói chuyện riêng với vợ của tôi. Cậu không tiện có mặt, xin mời cậu đi giùm cho. Đàm Lâm à, nói đi, chuyện gì? Bây giờ theo anh về nhà. Bây giờ lập tức nhanh chóng theo anh đi về nhà. Hồi nãy anh quá đáng lắm đó. Đàm Lâm là cộng sự của em, dựa vô cái gì mà đối xử người ta như vậy? Cộng sự cái gì chứ, anh còn là chồng của em mà. Có ai theo phe người ngoài không để mặt chồng với em không vậy? Đây không phải là vấn đề mặt mũi mà là vấn đề nguyên tắc đó. Cái vấn đề nguyên tắc chính là anh xử lý công việc cho vợ anh. Cậu ta dựa vào cái gì mà khua tay múa chân? Cậu ta là ai? Có biết rõ vị trí của mình không vậy? Hạ Khả Khả, nói em biết nè, hợp đồng của chúng ta vẫn đang tiến hành. Dù chỉ là một ngày cuối cùng, một tiếng cuối cùng, em cũng là vợ của anh. Là vợ của anh, rốt cuộc em nên đứng về phía của ai? Lý Hồng Hải. Còn nữa, trước khi hợp đồng này chưa kết thúc, cho dù còn một phút đi chăng nữa, em vẫn là vợ của anh. Nếu em muốn có suy nghĩ khác thì phải chờ một phút, một giây này trôi qua rồi tính sau. Hợp đồng của chúng ta vẫn đang tiến hành. Dù chỉ còn một ngày cuối cùng, một tiếng cuối cùng, hay dù chỉ còn một phút, em cũng là vợ của anh. Nếu em có suy nghĩ khác thì phải chờ một phút, một giây này trôi qua rồi tính sau đi. Thank you.
Hồng Hải, anh như vậy là sao đây? Nếu anh không muốn Khả Khả đi thật thì đừng có chỉ tay ra lệnh nữa mà. Tôi ra lệnh cho ai? Do cổ không biết tốt xấu mà thôi. Anh làm như vậy cũng là vì không nỡ để cho Khả Khả đi thôi. Vậy thì đừng đối đầu với người ta nữa được không? Hả? Người ta đi về đông, sao anh cứ đấm người ta đi qua tây? Đúng, anh đầu tư cho người ta, tìm công ty tốt nhất cho người ta, nhưng như vậy sẽ giữ được Khả Khả sao? Anh muốn giữ cô ấy lại không cho người ta đi thì phải nói thẳng ra, thành thật với nhau mới được. Tôi chủ động nói cổ gia hạn thêm 3 tháng mà cổ có đồng ý đâu chứ. Đi mà là thành thật với nhau hả? Hả? Đi kêu là che giấu. Nếu anh thấy mình yêu cô ấy không xa cô ấy được thì đi cầu xin cô ấy luôn đi. Tôi xin cổ hả? Giỡn hoài. Tôi giữ cô ấy là vì tôi tội nghiệp cổ. Một cô gái như vậy mới 3 tháng đã ly hôn thì có lợi gì cho cổ? Hôn nhân rất là thần thánh đó, có thể tùy ý ly hôn được sao? Hả? Với cái tính của cổ mà đòi lập nghiệp á, không biết nhẫn nhịn gì hết, cứ khờ khờ gặp chuyện gì là bùng lên hết trơn à. Anh coi cổ nóng tính mà lòng dạ còn ngây thơ, người ta nhờ thì không biết từ chối. Người như cổ mà đòi lăn lộn ngoài xã hội, tôi yên tâm được sao? Thôi. Không xa được là không xa được, đừng có suốt ngày kiếm cớ cho mình. Nói thẳng là xong rồi mà. Mỗi ngày tôi tức điên lên có khác gì nói thẳng với cổ đâu. Người ta có không chịu nhận ra mà thôi, cậu hiểu chưa? Lý Hồng Hải, tôi nói cho anh nghe, công ty chúng ta là công ty sắp lên sàn rồi. Sau này anh còn nhiều buổi diễn thuyết, đây là chuyện quan trọng hàng đầu của tập đoàn. Vấn đề tình cảm cá nhân của anh phải nhanh chóng giải quyết. Tôi đi làm việc đây. Alo ba. Khả Khả, bây giờ ba đang trên đường ra ga xe lửa, chiều ba sẽ tới Hải Châu đó. Ba. Ừ? Ba tới có chuyện gì không? Không có gì thì không thể tới sao? Nhớ con gái quá. Không ba, sao mỗi lần ba đều chơi trò tấn công bất ngờ vậy ba? Hôm nay phòng làm việc của con bận lắm, chắc là con phải tăng ca. Con không thể tới ga xe lửa để đón ba được. Vậy đi, ba tới nơi thì tìm chỗ ở, tối nay con qua đó đi ăn với ba có được không? Được, vậy con làm việc đi. Lý Hồng Hải mở tiệm bánh bao cũng bận lắm hay sao vậy? Không tới nịnh nọt ba một chút hả? Anh ấy cũng bận rộn lắm. Được, mấy đứa đều bận. Hay là vậy đi, con tan làm rồi thì gọi điện cho ba ha. Dạ được, tối gặp ba ha. Anh ấy mà em nói chắc là anh đúng vậy không? Lão Lý, nghe đây. Trước đây chuyện hai chúng ta kết hôn ba em không có biết. Vậy thì bây giờ càng không cần cho ông ấy biết. Chuyện này phải nghe theo em. Hiện giờ chúng ta bớt chuyện gì hay được chuyện đó. Hiểu chưa? Tối nay em sẽ tìm cách nói với ba của em. Đó là anh phải đi công tác rồi. Anh mở tiệm bánh bao thì đi công tác làm cái gì? Anh mang theo mấy cái lồng hấp ship bánh bao tới dùng khác hả? Vậy để em nghĩ lý do khác. Đúng rồi, nói trước với anh, em đã thuê nhà xong rồi, em chuẩn bị thu dọn đồ rồi chuyển qua đó ở luôn. Ai kêu em phải đi thuê nhà? Tại sao cứ muốn dọn đi hoài vậy? Ngày giao hẹn của chúng ta cũng sắp tới rồi. Em không thuê nhà, anh bắt em lang thang ở ngoài đường hả? Dọn nhà là chuyện sớm muộn thôi, anh đừng có cãi với em nữa. Cố khoe mẹ, xe này không biết cậu thuê hay làm mượn. Nếu mà làm xước chút sơn thôi, cậu phải làm bao nhiêu cái bánh bao để đền cho người ta đấy. Đâu có gì nghiêm trọng đâu chú. Chú tới nơi phải đi xe thoải mái tí xíu chứ. Cũng đâu cần phô trương thanh thế vậy. Cậu cứ đòi đón thì bắt xe taxi là xong mà. Dạ. Cậu ra sao tôi còn không biết hả? Ra vẽ cái gì chứ? Dạ phải, lần sau chú ý hơn.
À, chuyện làm ăn của tiệm bánh bao sao rồi hả? Dạ tốt lắm, càng lúc càng tốt. Rất là tốt. Đừng có phét nữa. Tiệm bánh bao mà tốt được tới đâu hả? Không bị đói là ngon rồi. À đúng rồi, cậu nói với tài xế của cậu đi, tôi tới chỗ cậu ăn bánh bao. Đó là bữa sáng thôi, giờ này sao lại bắt chước bánh bao chứ? Con đã đặt bàn nhà hàng, làm tiệc tẩy trần cho chú rồi. Con đặt nhà hàng luôn. Ừ. Có hai người vô với cái nhà hàng lớn vậy hả? À, đi 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 đi, đổ chỗ nhỏ hơn. Có gì đâu mà to chú. Như vậy mà còn không hả? Nghe tôi đi đổ chỗ khác. Đây là chỗ nhỏ nhất rồi, con mời chú ngồi. Chú ngồi đi. Mời chú, mời chú. Tôi nói với cậu rồi mà, đừng có cố gắng khoe mẹ. Ăn bữa cơm mà tốn nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Cậu mở tiệm bánh bao cũng không dễ dàng gì, kiếm được nhiều tiền thì càng phải biết tiết kiệm. Dạ chú à, bây giờ con mở rộng phạm vi nghiệp vụ rồi chú. Ừ. Trừ cái tiệm bánh bao đó, con còn làm cái khác nữa. Làm cái khác luôn? Ừ. Lại làm cái gì? Lại làm sạp bán bánh nướng nữa hả? Tôi nói cho cậu nghe, đừng có làm mà không có kế hoạch như vậy. Cậu làm tốt thì bánh bao cũng không dễ dàng gì rồi đúng không? À, tôi đặt thêm mục tiêu nhỏ cho cậu. Trong lúc giải quyết được vấn đề ăn mặc no đủ, cố gắng cải thiện điều kiện sống. Dạ phải. Ừ. Con nhất định sẽ cố gắng cải thiện điều kiện sống. Chú à. Ừ. Chú cảm thấy chỗ này được không chú? Chỗ này hả? Đương nhiên là rất được, rất hoành tráng. Thật ra thì nhà chúng ta trừ cái tiệm bánh bao ra thì còn có sản nghiệp khác nữa. Cái nhà hàng này cũng là của con. Ừ. Của cậu hả? Ừ. Chỗ này luôn. Ừ. Nhà hàng to như vậy mà cậu cũng thuê được. Đừng có nổ nữa. Tôi nói cậu biết Lý Hồng Hải, cậu năng lực không giỏi thì thôi đi, nhưng làm người lại không thành thật, vậy thì lại càng không được nữa. Đừng có mà quăng lựu đạn với tôi, nghe rõ chưa? Đừng có nói cái nhà hàng này, cả cái tòa nhà này, cả khách sạn Ái Thiên đều là của nhà mình hết. Con chính là ông chủ ở đây, con chính là ông chủ ở chỗ này. Cậu mặc chứng ảo tưởng rồi đúng không? Đâu có đâu, thật sự không có đâu chú. Vậy đi, chúng ta cứ ăn uống trước đã, chút nữa tới phòng làm việc của con, chú uống trà, con từ từ nói chú nghe, có được không? Dạ mời chú. Lần trước chú tới gấp quá, chưa kịp nói rõ tình hình của con cho chú nghe. Tôi hiểu rồi. Lần trước tôi tới, cậu coi tôi giống như con khỉ của đoàn xiếc để đùa giỡn. Cậu đang cười nhạo tôi. Dạ không phải đâu chú à. Sao con dám đùa giỡn với chú được? Đúng là con có nỗi khổ khó nói mà chú. Gì mà nỗi khổ khó nói? Tôi thấy cậu muốn ăn đòn thì có. Có phải cậu thấy làm vậy rất vui không? Không phải vậy đâu ba ơi. Cái gì? Cậu kêu tôi là cái gì? Ừ? Để con khai hết cho ba luôn. Ba muốn đánh thì đánh một lần. Con mời ba ngồi trước đã.